Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8, cùng nhau giải bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương, That's true của Unit 1, My Friends, bạn của tôi. Rồi, bài đầu tiên là bài phát âm. Rồi, câu A, Does Father Star Principle. Vậy, câu đáp án của chúng ta là câu D, phát âm khác. Câu 2, Old Sociable Outgoing Volunteer. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh là câu D. Câu số 3, My Curly Library Lucky. Vậy chúng ta phải khoanh vào câu A, đọc là I. Câu số 4, Fair to Chair Chain Weight. To Chain Chain Weight. Rồi, vậy là chúng ta khoanh vào câu A là Fair, đọc khác nè. Câu số 5, phát âm là SS, chúng ta nhớ phải phòng khi tối, đọc là S. CSH của chị Sương, đọc là I, còn lại đọc là D. Vậy trong đây chúng ta sẽ khoanh vào câu B, Laps. Bài số 2 là mã. Câu 1, nước ở trong hồ khiếm khi đóng băng vào mùa đông. Rồi hiện đây là thì hiện tại đơn, cho nên chủng có số ít thì chúng ta sẽ thêm s, thêm s vào nha. Chọn câu B. Câu số 7, trường học ở nước Anh thì luôn luôn bắt đầu vào tháng 9, đây là hiện tại đơn luôn, và trường học thì là số ít, cho nên chúng ta chọn begin, thêm s. Câu số 8, tôi không có đủ tiền cho kỳ nghỉ, chúng ta sẽ chọn câu A. Câu số 10, anh ta không đủ kinh nghiệm để làm cái gì đó, ở đây là to infinity và là to do the job. Câu số 10, cái tường thì rất là cái tường thì cao 10 mét, chúng ta sẽ có 10 meter high. Câu số 11, đây là một vài quyển sách. Đây là một vài quyển sách, hãy lấy một vài quyển mà bạn muốn, ở đây là one, sờ thay thế cho quyển sách. Anh ta là cậu bé mà mời tôi tới bữa tiệc, bây giờ cậu bé là người, cho nên đây chúng ta sẽ who, chỉ có người. Câu 13, cái kính mới của cô ta thay đổi diện mạo của cô ta, diện mạo ngoại hình, chúng ta chọn danh từ appearance, câu C. Câu số 14, cô ta rất là hào phóng, cô ấy thường mua cho tôi những món quà, với từ generous là từ hào phóng, nó bằng với từ kind, tốt bụng này. Câu số 15, chúng ta sẽ chọn một danh từ, cái gì thỉnh thoảng làm cái mà bạn nói hoặc bạn làm mà làm cho người khác cười, cái này là trò đùa là chọc, câu A. Câu số 16, chọn từ bị sai, anh ta luôn luôn ăn trứng cho bữa sáng và uống một ít sữa, bây giờ and, sau nữa hai đồng đẳng với nhau. Đằng trước đây thì động từ chia thì hiện tại đơn thì đằng sau cũng phải vậy, và he là chủ ngữ số ít, ít thêm sờ thì the drink ở đây cũng phải thêm sờ. Câu số 17, khi anh ấy 4 tuổi là quá khứ rồi, chúng ta phải xài was ở đây, when he was 4. Khi mà được 4 tuổi thì Michael đã đến London với bố mẹ của nó. Câu số 18, bạn sẽ không đỗ kỳ thi nếu bạn không làm việc một cách đủ chăm chỉ, ở đây đủ chăm chỉ sẽ là gì? Hard enough, chứ không phải là hardly. Hardly không phải tính từ, nó không có nghĩa là chăm chỉ mà hầu như không, nó có nghĩa là hầu như không nha. Câu số 19, sự hướng dẫn không được rõ ràng, không đủ rõ ràng cho tôi hiểu, ở đây phải là in, tính từ cộng enough cộng với for cộng một tân ngữ cộng với true infinity, ở đây sẽ là true understand. Câu số 20, năm ngoái là quá khứ đơn rồi, cho nên chúng ta không phải con thêm sờ mà sẽ can, động từ cột 2. Rồi xuống bài dưới này. Chuyên thân mến, xin chào, mình là người bạn có thư mới của bạn, tên của mình là Helen, đó là tên đầu tiên của mình. Tên gì? Tên family, tên họ của mình là John, mình đến từ Canada, this way, mình 15 tuổi, ở đây sẽ là old. Tên của ngôi trường của mình đó là Central Cardiff gì đó, mình học năm lớp 8. Bây giờ 27 học sinh sạch A, số nhiều nè, in my class nè. My favorite singer, ca sĩ yêu thích của tôi đó là Justin Timberlake. Ai là người yêu thích của bạn? Thân ái Helen. Đây là bức ảnh của mình. Bây giờ chúng ta có hai từ bức ảnh, đó là photo và photograph nhé. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo là bài đọc nè. Bạn thân nhất của tôi tên đầy đủ đó là tên này này này. Anh tên của gia đình anh ta gọi anh ta là Ken cho ngắn gọn. Nhưng mà nickname của anh ta ở trường là Sky. Anh ta được sinh ra ở Manchester nhưng bây giờ anh ta đã chuyển tới Newcastle. Sky thì 15 tuổi, anh ta cao 1m65 và nặng 50kg. Anh ấy có tóc màu nâu ngắn và đôi mắt nâu màu đen, đậm màu đen. Đôi mắt nâu á, nâu đậm màu á. Anh ta thích tất là các loại môn thể thao và âm nhạc. Cái nhóm yêu thích của anh ta là U2, nhưng mà ca sĩ yêu thích của anh ta là Brian Adams. Sportsview là chương trình TV yêu thích của anh ấy. Món ăn yêu thích của Sky đó là pizza. Anh ta ghét người mà hút thuốc, người lúc nào cũng hút thuốc. Mình thích Sky bởi vì anh ấy có khiếu hài hước. Tôi luôn luôn thích anh ta bởi vì anh ta là một người nhảy giỏi nữa.
Bây giờ Stuart Kenneth Young là ai? Bạn thân nhất của tôi, bạn cùng lớp của Sky, người bạn thân nhất của tác giả, hàng xóm của Sky. Bây giờ chúng ta sẽ chọn câu B. Câu 28, anh ấy sống ở đâu? Ở Newcastle nhá. Cái thằng này nó thích cái gì? Bây giờ tất cả các loại thể thao và âm nhạc này, Brian Adams này, U2 đúng rồi này. Rồi cái anh chàng này thì giỏi môn gì? Mỏ như nhảy múa này. Câu nào sau đây là không đúng? Anh này 15 tuổi là đúng rồi. Mắt anh này màu nâu đậm này đúng rồi. Anh này thích pizza và thích những người hút thuốc. Vậy sai nhá. Rồi.